bạn thân mến, để lựa chọn một cấu hình âm thanh 6 đến 7 tỷ thì sẽ gồm những gì và ưu điểm của hệ thống đó như thế nào? Thì ngay phía sau Hường thôi, hôm nay Hường sẽ giới thiệu một quý vị tới quý vị và các bạn một cái cấu hình như vậy. Cấu hình mà Hường giới thiệu với quý vị và các bạn như Hường vừa chia sẻ cặp loa đến từ thương hiệu Gold Acoustic của Đức. Điều đặc biệt ở cái loa này, các bạn thấy nó sẽ khác với những loa truyền thống mà các bạn đã từng nhìn chưa ạ? Vỏ loa thì được thiết kế bằng kim loại. Đây là Gold Acoustic DAC 20, thường hay gọi là DAC 140, có kích thước rất là khổng lồ, chiều cao của nó 1m9, bề rộng 22 đến và bề sâu là 35 cm, trọng lượng của nó lên tới 100 kg cho một chiếc loa. Công suất của nó là 820W và chịu khá là 4 ohm. Trị giá của đôi loa này lên đến gần 3 tỷ đồng. Điều gì mà khiến cho sự trị giá của đôi loa này trở nên lớn như vậy? Có phải chỉ riêng vì chiều cao không? Không đâu quý vị và các bạn ạ. Cái điều đặc biệt của dòng Gold Acoustic DAC này nói chung đó là củ loa thì được thiết kế bằng củ loa Acoustone. Thương hiệu Acoustone là một thương hiệu chuyên về sản xuất các củ loa cao cấp cho các hãng ultra high end. Ngoài ra quý vị còn nhìn thấy là cái chép của nó được thiết kế bởi chép kim cương nữa. Thì nhìn rất là long lanh đúng không ạ? Toàn bộ thân được thiết kế kim loại. Và nếu như mà chúng ta có nghiên cứu về hãng này thì được thấy là từng cái lớp như các quý vị đã nhìn thấy này, thực tế nó là khung xương, tất cả là được thiết kế dưới dạng xương cá xếp chồng lên nhau. Điều này cùng với cái thiết kế thon gọn ra phía sau, nó giúp cho giảm rung chấn và nền âm của cái hệ thống loa này rất là tĩnh, giảm những cái sóng đứng rất là nhiều. Các bạn còn để ý đến cái phụ kiện của hãng cũng được thiết kế bởi WPT. Và chúng ta nhìn thấy ở đây một trong những cái công nghệ mới nhất của hãng, đó chính là Dolby Vision, đã được ứng dụng trong đôi loa này. Đây chính là cặp loa DAC 140 từ những cửa đỡ của Sip. Bây giờ chúng ta sẽ đi thêm một chút về nguồn phát. Nguồn phát chọc Red Difference MK2 có mức giá gần 600 triệu đồng. Mình sẽ mở vào và đóng ra để các bạn nhìn thấy cái sự cầu kỳ của cái thiết kế này nhé. Các bạn thấy cái đĩa chui ra quay vào ở cái đầu CD này chưa ạ? Nó được thiết kế cũng rất chi là tỉ mỉ. Đủ hai em ạ. Rồi và bây giờ thì chúng ta sẽ hệ thống DAC Streamer của thương hiệu Vistus đến từ Đan Mạch, model RD101 MK2. Đặc biệt là hệ thống Powerly và Premly, đây là chiếc Premly Dan D'Agostino của thương hiệu Mỹ. Đó, trên cái Premly này thì đầy đủ tất cả các cổng, các chức năng nhỏ nhỏ xinh xinh này thôi, nhưng mà giá của nó cũng gần 1 tỷ đồng cái Premly này. Còn đây là bộ power của nó, bộ Powerly trị giá gần 1 tỷ 6, công suất là 400W với chiều kháng là 8 ohm. Hãng Dan D'Agostino của Mỹ, mà ông chủ của hãng trước đây là kỹ sư trưởng của hãng Carel. Như vậy là với cái cặp loa thì quý vị các bạn vừa nhìn thấy nó trị giá gần 3 tỷ. Chiếc đầu chọc này gần 600. DAC 362 triệu, gần 400. Cái power này hơn 800 triệu,
và cái bộ cái rể Briony hơn 800 một cái bao này là 1.6 tỷ. Tổng trị giá thiết bị chính của bộ này là gần 6 đến 7 tỷ, chưa kể phụ kiện nhé. Phụ kiện hiện nay đã cũng đang chơi ở cái mức đầu tư cũng rất là tương đối lớn đấy ạ. Đây, phụ kiện thì đang sử dụng hệ thống phụ kiện chính, đó là Sitech Cable của Hà Lan. Đây là thương hiệu Sitech các bạn này, màu xanh xanh là Sitech này. Ngoài ra thì có pha trộn vào đây là cả cái dây tín hiệu của thương hiệu Crystal. Hai cái nhãn này thuộc cùng tập đoàn IAH của Hà Lan. Cái ổ cắm này thì cũng rất là gấu. Ổ cắm này là HB Couple. Và chừng chờ tí nữa chúng ta sẽ cùng nghe nhạc nhé. Volume sẽ được mở lên. Cái núm điều khiển volume này cũng rất là hay đúng không? Nó xoay nhẹ như này, rất là quyền năng. Hy vọng bản nhạc này sẽ không bị chặn bản quyền.